Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Lý Đoàn Sài Gòn TV tưởng niệm 30 tháng 4. Chúng ta đã đề cập đến cái công ơn của những người không phải là người Việt Nam chúng ta mà ở tại Hoa Kỳ này đã đóng góp cho cái cộng đồng người Việt Nam ngày hôm nay chúng ta lớn mạnh. Thế thì sau cái khoảng thời gian 30 tháng 4, 75, những người ở trong nước, những đặc biệt với những người miền Bắc, họ nghĩ gì về cái ngày 30 tháng 4 này, quan điểm của họ cho đến ngày hôm nay như thế nào, thưa anh? Dĩ nhiên nếu mà chúng ta nhìn ngay lại cái giai đoạn của ngày 30 tháng 4 1975 đó, thì cái tâm trạng của hầu hết, tôi nói là hầu hết nhé, những người miền Bắc mà di chuyển vào trong Nam là những đơn vị bộ đội, mà họ háo hức trong cái công cuộc mà bị Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam lừa mị, đó là vượt Trường Sơn vào trong Nam để giải phóng miền Nam khỏi cái sự kềm kẹp của Mỹ và của Ngụy trong ngoặc kép vân vân. Nhưng mà với thời gian thì những đồng bào miền Bắc chúng ta thấy rằng cái thực tế miền Nam đó nó đã làm cho người ta tỉnh mộng. Chúng tôi có thể đưa một thí dụ thế này. Một trong những người mà lên tiếng sớm nhất đó là nhà văn nữ Dương Thu Hương. Bà là một đảng viên, bà là người thuộc cái thế hệ mà đã cùng với bao nhiêu người trẻ khác đi vượt Trường Sơn vào trong Nam để đánh Mỹ. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà gần 30 tháng 4, đoàn quân của bà đã chạy hộc tốc từ Quảng Bình để đi vào tới Sài Gòn là ngày 2 tháng 5 1975. Thì sau này Dương Thu Hương viết trên báo, Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn, Dương Thu Hương nói rằng trong lúc mà một số lớn đồng bào miền Bắc vào trong Nam háo hức cái tâm trạng gọi là ôi giải phóng được đồng bào miền Nam rồi, nhìn những cái tòa cao ốc của Sài Gòn thấy nó cao nguyền nghệ, xe cộ đường phá sao mà nó đẹp đến như thế, thì Dương Thu Hương đã ngồi trên lề đường Sài Gòn khóc. Và giọt nước mắt của người đàn bà bên thắng cuộc đó nói cái gì? Dương Thu Hương bảo rằng tôi thấy rằng tất cả trên đường phố Sài Gòn á, những cái tác phẩm lớn nhất của nhân loại đã được dịch ra tiếng Việt. Radio, TV, cassette, tức là những phương tiện mà dân miền Bắc có nằm mơ cũng không thấy được đó, thì nó hiện hiện trên tất cả các đường phố Sài Gòn. Và đây là câu kết luận của Dương Thu Hương. Bà mới khóc, bà bảo rằng tôi khám phá ra một sự thật đau lòng. Một chế độ man rợ đã thắng một nền văn minh. Đó là câu của Dương Thu Hương. Cái người thứ hai mà chúng tôi có thể kể thế được là thí dụ như nhà thơ Trần Mạnh Hảo chẳng hạn. Sau này thì khi Trần Mạnh Hảo nhớ lại cái trận Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974, Trần Mạnh Hảo đã phải thốt lên rằng tên anh là Ngụy Văn Thà nhưng mà anh không phải là Ngụy. Anh là người đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Và những người đồng bào miền Bắc sau này những năm đã đi tới ngay những cái khu vực đường phố lớn ở Hà Nội, Sài Gòn, cầm những tấm bảng lên là luôn luôn nhớ ơn những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Đó là tấm lòng của những người đồng bào miền Bắc. Tôi đưa một thí dụ nhà văn Nguyễn Khải, 50 năm tuổi đảng của Cộng sản. Mà Nguyễn Khải sau này viết cái cuốn mà một cái tập sách gọi là Tìm lại cái tôi đã mất đó. Nguyễn Khải nói cái gì? Nguyễn Khải bảo là vô trong Nam thấy học sinh trong Nam đứng dậy chào thầy cô, thấy đi giữa đường có những cái đoàn xe tang mà người đồng bào miền Nam bước chân xuống cái xe Honda ngả nón ra để chào cái người mà đã vừa mới khuất đó, cho thấy cái nền văn hóa Việt Nam ở người Sài Gòn ngày xưa nó tử tế lắm. Và Nguyễn Khải bảo rằng nhìn cái cách mà những văn nghệ sĩ miền Nam đối xử với nhau đó, sao mà nó văn hóa nó tử tế đến như thế. Và đây mới là câu nói kinh khủng của Nguyễn Khải. Nguyễn Khải bảo chúng tôi là những người mà cầm bút ngoài Bắc á, có ba kẻ thù chính và đa cái nỗi sợ. Cái sự nỗi sợ thứ nhất á, là lãnh đạo đảng nó nhìn thấy mình viết mà nó đặt vấn đề với mình. Cái điều thứ hai là độc giả nó biết là mình viết dối trá, nó khinh mình. Nhưng mà cái kinh tởm nhất, và ban đêm đến chúng tôi khinh chúng tôi
Bởi vì chúng tôi biết là chúng tôi viết dối trá. Còn đi vào trong Nam, chúng tôi thấy những người cầm bút trong Nam, họ viết một cách rất là thoải mái, bởi vì không khí trong Nam đã tạo nên những hình ảnh như vậy. Thành ra chúng ta sẽ có nhiều thì giờ lắm thì mới có thể nói hết được cái tâm tình của đồng bào miền Bắc sau khi mà nhập một với đồng bào miền Nam trong cái ngày gọi là thống nhất đất nước. Nhưng mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì bảo rằng gọi là một mối hận thù, một nỗi oan khiên đó là bị thống hợp lại với nhau đó. Chúng ta phải có nhiều thì giờ và một cái độ lùi lịch sử để mà đồng bào cả hai miền thấy rằng nó có một cái ngày là ngày 30 tháng 4. Mà bây giờ thì rất nhiều người như là nhà văn Huy Đức hay là nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc chẳng hạn. Huy Đức bảo đó là một cuộc giải phóng ngược. Thưa anh Đinh Quang Thái, mới đây đặc biệt là năm nay đó, giải Oscar, giải điện ảnh Hoa Kỳ này lại tổ chức gần với cái ngày 30 tháng 4 này. Đặc biệt trong cái giải thưởng dành cho người đạo diễn xuất sắc nhất đó, lại dành cho một cô gái người gốc Trung Quốc. À, và cô Chloe Zhao này lại bị nhà cầm quyền Trung Cộng đó ngăn cản không cho người dân Trung nước đọc. Bởi vì trong năm 2013 cũng có nói một câu: nhìn ở đâu ở Trung Quốc chúng tôi thấy toàn một cái sự dối trá cả. Thì đó có phải là một cái quan điểm của những người đã sống trong cái chế độ cộng sản tương tự những người đã vào miền Nam 30 tháng 4 hay không thôi? Cái tâm trạng của cô mà được giải ba cái giải xuất sắc Nomadland năm nay trong cái bộ phim là Nomadland, tức là một cái bộ tộc du mục đó. Thì phải nói thế này rằng tôi muốn nhắc lại cái câu Nguyễn Chí Thiện. Nguyễn Chí Thiện nói rằng ôi mấy công trí thức Tây phương chưa bao giờ sống trong xã hội chủ nghĩa, trong đó có Jean Paul Sartre, trong đó có Bertrand Russell hay là Simone de Beauvoir vân vân á. Chỉ cần họ đi về sống trong xã hội chủ nghĩa cộng sản thì họ sẽ thấy rằng một đứa con nít 6 tuổi đó nó cũng có thể có một cái kinh nghiệm gọi là phong phú hơn tất cả những công trí thức Tây phương đó cả. Tôi muốn nói một câu thế này. Thưa quý vị, trong cái ngày mà đất nước Tiệp Khắc thoát khỏi chế độ cộng sản và kịch tác gia Václav Havel, sau đó là vị tổng thống đầu tiên của một nước Tiệp tự do đó, ông đã đọc một bài diễn văn tại quảng trường ở trung tâm của thủ đô Prague. Ông nói như thế này. Ông bảo rằng chế độ cộng sản đã ra khỏi cái dòng sống của dân tộc chúng tôi. Trước sau gì dân tộc chúng tôi cũng sẽ có tự do dân chủ. Trước sau gì nền kinh tế của đất nước chúng tôi cũng sẽ phát triển với cái sự giúp đỡ của thế giới. Nhưng có một điều mà dân tộc chúng tôi sẽ phải nhiều thế hệ mới có thể khôi phục lại được, đó là lòng tin với nhau. Bởi vì chúng tôi đã sống dối trá trong cái chế độ cộng sản đã không biết bao nhiêu năm trời rồi, và chúng tôi đối xử với nhau bằng sự dối trá mà muốn tẩy đi cái trùng độc dối trá đó, dân tộc chúng tôi cần phải có nhiều thời gian lắm. Thì cái cách mà nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc bưng bít thông tin cái bộ phim mà trúng giải Oscar năm nay, hoặc là tất cả những người mà đã từng sống và trả kinh nghiệm với cái chế độ cộng sản rồi, họ có một cái kinh nghiệm giống nhau là muốn sống được một cách tử tế đó, thì chỉ có cách duy nhất thôi là phải thoát ra khỏi một cái chế độ độc tài như là chế độ cộng sản. Thế thì mơ ước của người Việt Nam chúng ta có được một đất nước thực sự là tự do dân chủ đến khi nào mới có được? Chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt của Little Sài Gòn TV tưởng niệm 30 tháng 4. Chúng tôi trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.